Ê Juliet, làm gì vậy em? Sao tự nhiên em tán tỉnh nhiên mập này vậy em? Juliet đàn hỡi, đây có phải là chị hai của em không? Video chàng hỡi, đây là mẹ kế của em. Ờ, Juliet đàn hỡi, mẹ kế của em nhìn thật là hấp dẫn. Bộ chị thấy mẹ kế nào mà người thô vậy hả? Mẹ ơi, con yêu Juliet thật. Mẹ hãy tác hợp cho con và mẹ đi. À không không, mẹ hãy tác hợp cho con và Juliet đi mẹ. Ad ơi, nói với mẹ đi. Ô ơi, em nói cạn lời rồi nhưng mẹ không chịu. Biết tại sao mẹ không chịu không con? Tại sao? Mẹ để ý ảnh. Anh Juliet nàng hỡi. Romeo chàng hỡi. Anh về đây. Đợi em với. Anh ơi. Em đi chung.